Đại úy công an Đồng Tháp hy sinh khi truy bắt tội phạm. Trong quá trình truy bắt tội phạm, Đại úy Dương bị hai kẻ trộm cắp chống trả quyết liệt khiến anh gặp tai nạn, bị thương nặng và hy sinh. Sự việc xảy ra khoảng 10 giờ 30 phút ngày 4 tháng 8, khi người dân phát hiện hai đối tượng trộm tài sản trên xe tải chạy dọc tuyến quốc lộ N2B thuộc địa phận xã Bình Thành, huyện Lấp Vò và báo tin đến công an địa phương. Nhận được tin báo, Đại úy Hồ Tấn Dương, 36 tuổi, Phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy, công an huyện Lấp Vò cùng Thượng úy Nguyễn Thanh Danh nhanh chóng tổ chức truy bắt đối tượng, đồng thời thông tin cho công an các địa bàn giáp ranh hỗ trợ. Thời điểm này, Thượng úy Danh chở Đại úy Dương bằng xe máy, quá trình truy đuổi do hai đối tượng hung hãn chống trả quyết liệt dẫn đến tai nạn làm ngã xe. Vụ tai nạn khiến hai chiến sĩ công an và hai đối tượng đều bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, Đại úy Hồ Tấn Dương đã hy sinh trong vòng tay của đồng đội khi đang trên đường đến bệnh viện. Ngay sau khi được tin Đại úy Hồ Tấn Dương hy sinh trong lúc truy bắt tội phạm, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cùng lãnh đạo một số đơn vị đã có mặt chia sẻ, động viên gia đình Đại úy Dương. Theo lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Tháp, sự hy sinh của Đại úy Hồ Tấn Dương để lại nỗi đau thương, mất mát to lớn cho gia đình, người thân, cán bộ chiến sĩ Công an Đồng Tháp nói riêng và lực lượng công an nhân dân nói chung. Được biết, việc truy bắt tội phạm của Đại úy Dương và Thượng úy Danh nằm trong kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm trộm, cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Lấp Vò và các địa bàn giáp ranh.